Ok anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm lại vị tướng Wiro Staben nhé. Trận này mình sẽ đi top đối đầu với Ferret. Trận này theo mình lại không có SP các bạn. Này bạn là gì nhỉ? Đấy, solo. Đấy Kane bảo nó đi SP mà nó không đi SP ạ. Mai mình sẽ làm video về leo đấu đỉnh cao Wiro nhá. Leo top bảng xếp hạng Wiro. Anh em mình đừng theo gói nhá. Mình bảo mình đi top từ đầu rồi. Trận này mình kéo dưới Ferret rồi nhá. Hay. Hỗ trợ luôn ạ. Anh em xem đến đây thì đừng quên cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh em. Để mình có thêm động lực để ra những video tiếp theo. Trận này team mình cũng hay phết. Lại xem tung đẩy về đau quá. Bước xong nó vừa có xoay vậy lối với anh em xử lý lối về không chấm máu về không không về cho lên bảng ngay giờ. Wiro này lúc nào sắp mở giao tranh anh em bật sẵn cái chiêu một nó đi. Bật trực chiến cái chiêu một nó đi hồi nhanh phết. Vừa đập xong chiêu một xong này lại vừa hồi chiêu một thôi mà. Như lúc này nó mất tốc biến rồi chứ phải. Không chơi được đâu. Anh em nhìn thấy Ferret quá hay. Ferret là quá hay luôn này. Hay thì nhập mình cũng phải lên bảng thôi. Về pha ra nha. Tí nữa tìm bạn xuống anh đây rồi. Vừa nói xong thấy mặt Brian luôn đây rồi. Bây giờ mình cần được Brian không nhỉ? Cần lối tài mà. Chắc ăn được. Ăn mình quá. Giờ mình đang gần hơn hơn 4.000 điểm, 4.009 điểm rồi. Gần 5.000 điểm rồi. Leo được lên top miền rồi nha. Wiro này cày top dễ lắm. Lên 3 đập lên bảng. Wiro này ít người chơi mà. Mít thương mạng lên bảng nhận số 2. Ao với nhanh định pha farm lên mình nhìn thấy con Ferretino này. Farm nốt tên này là được nhỉ. Xong lụ cái trụ luôn. Tí nó cuối game nếu xanh mà khỏe thì đập mới sướng anh em. Nó hồi chiêu nhanh kinh khủng luôn. Vừa đập xong chiêu một đã thấy hồi chiêu một rồi. Còn Wiro sống em mày. Kìa mất cái ulti không được cái mạng luôn. Ai bị SP chán quá.
đâu nhé. Chưa có con Lumia chưa bắt là bắt con Thên chắc được, à giờ bắt con Ken chắc được. Vàng mình còn thua kém ai đâu mà vẫn đứng thứ hai luôn nha. Để đây cứu AD nào. AD xui rồi bạn ạ. Chơi còn cái tốc biến này này, ở lại mà không này. Vẹt với chúng tôi này. Phải 4 đập mới chết được nó nhỉ. Trận này team mình khá là ép team bạn. 7 phút mà đẩy được 4 trụ rồi. Chờ AD ra đây một combo ấy. Anh em thấy Wiro lên đam đập trụ nhanh không? Bốn con chạy ngay, không thể tiếc cái tốc biến được. Khi nào mới đập được đi khi tôi sức khỏe rồi. Lên này đi. Không có ai à? Đây rồi, con gà đi rồi. Con Brian đây này. Bây giờ Brian dám ở lại khô với mình không ạ? Bắt được ai đây đấy. Ai đây mình vẫn tốc biến. Không ai đi trợ thủ, sao không mua đồ trợ thủ. Không chịu ASP thì phải mua tự lực gánh sinh thôi. Mình không thể lên đồ trợ thủ, mình lên full dam. Lên đồ trợ thủ là không bắt được thêm bạn. I'm sorry. Mình không thể lên đồ trợ thủ được. Đấy, vàng mình bắt đầu căng căng rồi đấy. Nhiều hơn na rồi đấy. Mình farm từ top đến mid từ, xong lại xuống bot, xong lại quay trở lại top. Anh nhìn, em nhìn thấy không? Vừa mới đập xong là đây hồi chưa rồi. 3 đập đây hồi chưa 1 rồi. Đây giờ bảng ngọc mà trang bị đấy, đập ai điên rồi. Mày tốc biến nhanh đấy. Trở lại chơi bạn, phần nội tại mà. Tôi không ai dùng hoa nè. Rồi, lên lại. Bảng ngọc và trang bị của Wiro mình để dưới phần mô tả nhé, video nhé. Đợi tiền mạng tụ tập mình thôi. Nó vẫn bị kia. Người Nam thì khá là xanh rồi. Ôi trời ơi, con Brian nữa kìa. Thế là con ăn được một mạng mình luôn nè. Veret nhập mình đái ra máu là con số 6. Chắc chắn bạn nói gì không? Đấy, AD lên trợ thủ tự lo. Ôi, chắc video mình kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.